Thưa quý vị, thời tiết ở Việt Nam thay đổi thất thường, nhiều khói bụi dẫn đến tình trạng là trong cơ thể của chúng ta cảm thấy là khó chịu và đặc biệt là dẫn đến tình trạng mất nước, đúng không nào? Những lúc khó chịu như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc là sở hữu ngay những loại thức uống để giúp cho chúng ta giải khát cũng như là thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, ở trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những loại nước uống khác nhau và không phải là loại nước uống nào cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì phải làm cách nào để chúng ta có thể vừa giải khát, vừa bổ sung những thành phần dinh dưỡng cho sức khỏe của mình và nước uống cũng đảm bảo là về chất lượng quý vị nha. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị những lon nước yến xào thiên hoàng với rất là nhiều những lựa chọn khác nhau. Uống vào cảm giác thoải mái, dễ chịu cũng như là bổ sung những chất dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Hãy nhanh tay sở hữu ngay trong chương trình lần này trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Và thưa quý vị, khi sở hữu những lon nước yến xào thiên hoàng thì chúng ta đầu tiên là sẽ yên tâm về thương hiệu uy tín và chất lượng cũng như là dòng sản phẩm này có thể là sử dụng được cho nhiều đối tượng ở trong gia đình của mình quý vị nha. Và ngày hôm nay hãy nhanh tay sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping quý vị ạ. Và như đã giới thiệu thì dòng sản phẩm ngày hôm nay có thể là giúp chúng ta đem về một giải pháp thay thế cho những cái dòng sản phẩm nước giải khát trước đây, ví dụ như là các loại nước giải khát có ga chẳng hạn. Đôi khi là các ông bố bà mẹ khi mà nhận thấy là con trẻ trong gia đình của mình hình như là đang sử dụng quá đà những cái loại nước giải khát có ga như vậy thì mình cũng rất là ngần ngại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái loại nước này nếu như mà mình sử dụng thường xuyên á thì cũng có thể là dẫn đến việc là tăng cân béo phì nè. Bên cạnh đó, cái lượng đường tăng cao quá mức cho phép ở trong cơ thể của mình nó cũng sẽ có thể là nguồn cơn dẫn đến rất là nhiều những cái chứng bệnh khác nhau ngoài việc tăng cân quý vị nha. Do đó khi mà chúng ta lựa chọn một cái loại nước giải khát đầu tiên là phải giải khát hợp lý nè, hiệu quả nè. Bên cạnh đó là đem lại cái cảm giác thanh mát, dễ chịu ngay lập tức, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng. Và bên cạnh đó nó còn hàm chứa những cái vi chất ở bên trong đem lại sự cải thiện về mặt sức khỏe nè, về cả nhan sắc nữa, dành cho đối tượng là các chị em phụ nữ chẳng hạn, và từ bên trong nó thể hiện ra bên ngoài quý vị nha. Thì đây sẽ là một cái phương án lựa chọn rất là tốt phải không ạ? Do đó quay trở lại với dòng sản phẩm ngày hôm nay một lần nữa, nước yến xào thiên hoàng đi cùng với lại số lượng rất là ấn tượng quý vị nha, lại còn có mức giá rất là hấp dẫn nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều gia đình khác nhau đều có thể lựa chọn dòng sản phẩm này cho mình. Đúng rồi thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này quý vị có thể thấy đó, ở trên màn hình của chúng tôi đã trưng bày rất là nhiều những màu sắc khác nhau đúng không ạ? Mỗi màu đều có một cái mùi vị rất là riêng. Chẳng hạn quý vị thấy là màu hồng như thế này nè, là ở bên trong có bổ sung thêm collagen giúp cho da mặt của chúng ta săn chắc hơn một chút xíu nè, cũng như là bổ sung cái hương vị đào, mùi thoang thoảng rất là thơm ngon. Ngoài ra thì nếu như mà quý vị mong muốn là chúng ta có thể là thưởng thức cái vị truyền thống thì chúng ta có thể lựa chọn ngay là màu xanh dương, đó chính là vị truyền thống của yến xào thiên hoàng ngày hôm nay quý vị nha. Và bên cạnh đó một cái vị nữa Quang Quý cũng rất là thích, nó mang đến cái cảm giác là chua chua nè, cũng như là hơi mặn mặn một chút xíu nhẹ thôi, đó chính là vị chanh muối quý vị ạ. Đó, từ đó tới giờ thì chúng ta vẫn quen thuộc với những cái loại nước yến mà mùi vị truyền thống. Tuy nhiên ngày hôm nay có một cái sự kết hợp để mang đến cho tất cả quý vị một cảm giác mới mẻ hơn, thoải mái hơn và dễ chịu hơn quý vị nha. Rất là hay đúng không Quang Quý? Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ không cần phải phân vân giữa việc bây giờ mình lựa chọn một trong hai. Tức là có rất là nhiều người khi mà cái thời tiết nắng nóng á, nó đem lại cái sự bức bối ở trong cơ thể á, thì thực ra lúc đó mình biết là nước yến uống sẽ tốt, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn mong muốn là mình tận hưởng được thêm một cái hương vị khác, ví dụ như là một ly chanh muối đá vào thời điểm đó phải nói là rất là khó cưỡng lại đúng trời, không tự nhiên nói hay là thậm quá. Chí là collagen mà còn có thêm hương đào nữa rất là thơm ngọt. Mà không lẽ bây giờ mình phải ngồi mình cân nhắc là bây giờ uống nước yến hay là uống cái kia đây? Thì bây giờ mình không cần phải cân nhắc nữa quý vị nha, bởi vì có sự kết hợp hai trong một luôn. Ví dụ như là với collagen là hương đào thoang thoảng rất là thơm ngon và hấp dẫn, ở bên trong còn có những cái sợi yến thêm lại cái sự sần sật nữa, và đặc biệt là những cái vi chất, những loại axit amin có ở bên trong nước yến chắc chắn là sẽ là một nguồn dưỡng chất rất là dồi dào cho không chỉ sức khỏe mà còn sắc đẹp. Bên cạnh đó, nước yến với hương vị chanh muối như thế này cũng sẽ là một phương pháp giải khát rất là hiệu quả quý vị nha. Như vậy là bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay có đến tận 3 sự lựa chọn về mặt hương vị nữa để mình có thể là thay đổi mỗi ngày quý vị ạ. Và trọn bộ sản phẩm của chúng ta thì mang về số lượng rất là khủng quý vị nha, mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Đúng rồi đó quý vị, từ nãy tới giờ nói thì hơi nhiều đúng không ạ, để cho mọi người thấy là sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay như thế nào. Và chọn một bộ combo sản phẩm bao gồm là 10 hộp quý vị ạ. Đó, và mỗi hộp là chúng ta sẽ có 6 lon, tổng cộng chúng ta sẽ có 60 lon với mức giá chính hãng là 680.000 đồng. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với combo 10 hộp như thế này, chúng ta có thể lựa chọn mùi vị tùy theo sở thích của mình, chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Đó, chúng ta thấy là có tổng cộng là 10 hộp như vậy á, nếu mà mình ra tiệm mình mua mình đem về chắc là sẽ mệt lắm. Nhưng mà không sao, đến với VTV Hyundai Home Shopping chúng ta chỉ cần gọi điện thoại ngay tại nhà thôi. Alo, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và tất nhiên là miễn phí chi phí vận chuyển, cho nên quý vị có thể hoàn toàn an tâm. Hãy nhanh tay lên nào.
sở hữu ngay combo 60 lon nước yến xào Thiên Hoàng, ba hương vị thơm ngon để lựa chọn: hương tự nhiên với mùi thơm thoang thoảng của đường phèn kết hợp với tổ yến, collagen thanh mát, thơm thoảng mùi đào, hoặc là chanh muối có vị chua mặn đặc trưng của chanh muối, ngon hơn khi uống lạnh, sử dụng ngay khi đã mở nắp. Và với sản phẩm ngày hôm nay, sử dụng đều đặn sẽ giúp bồi bổ sức khỏe nè, tăng cường sức đề kháng và chống lão hóa đối với rất là nhiều phụ nữ khác nhau quý vị nha, ở nhiều độ tuổi khác nhau nữa. Ngoài ra còn phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và giúp làm đẹp da. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sở hữu ngay nước yến xào Thiên Hoàng, thương hiệu uy tín và chất lượng, trọn bộ combo bao gồm 60 lon quý vị nha, chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 hộp nè, với mức giá chính hãng là 680.000 đồng. Tuy nhiên mua sắm ngay hôm nay cùng với VTV Hinda Home Shopping chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Số lượng nhiều giúp sử dụng dài lâu. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Kiều Khanh trên VTV Hinda Home Shopping, và ngày hôm nay là sản phẩm yến xào Thiên Hoàng quý vị nha. Và chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta, cái việc là mình có thể là cung cấp nước cho cơ thể của mình là một điều rất là quan trọng đó. Cực kỳ quan trọng luôn thưa quý vị, vì đầu tiên nó sẽ giúp cho việc là chúng ta có thể hoạt động một cách thoải mái hơn rất là nhiều. Tại vì môi trường ở Việt Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều khi là có một cái sự thay đổi thất thường, và nó cái sự cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài cũng như là cái nồng độ và hơi ẩm thì nó sẽ có sự khác nhau, làm cho cơ thể của mình rất là dễ dàng dẫn đến tình trạng mất nước. Và bình thường nếu mà chúng ta mất nước thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc gì ạ? Đó chính là cung cấp nước cho cơ thể của mình. Đã qua rồi những cái khoảng thời gian mình cứ phải nghĩ tới việc là mình uống nước không chỉ là nước lọc thôi, đúng không ạ? Nhưng mà có rất là nhiều người có những cái sở thích khác nhau, họ thích uống những cái loại nước mà có vị vị này nọ một chút xíu, là có bổ sung thêm những cái chất, hay là có những cái loại gì đó mình có thể pha vào trong đó, mình ăn vào, mình uống vào, vừa ăn vừa uống luôn, có một cái cảm giác sực sực và mang lại một cái cảm xúc thoải mái khi mà chúng ta giải khát như thế này. Thì ngoài ra nữa thì các chị em phụ nữ như Kiều Khanh thì Quang Quý tin chắc rằng chúng ta rất là sợ uống nước ngọt nhiều, đúng không ạ? Tại vì uống nước ngọt nhiều là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể của mình, đặc biệt là tình trạng cân nặng. Do vậy ngày hôm nay một sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người, Quang Quý tin chắc rằng sẽ là một người bạn đồng hành giúp cho chúng ta giải tỏa cái âu lo đó, cái muộn phiền đó, mà vẫn có ngay những loại thức uống rất là ngon, rất là bổ dưỡng và có thể giải khát cho bản thân mình. Mình sẽ không có thể là loại bỏ hoàn toàn tất cả các loại nước giải khát khác, ví dụ như là nước giải khát mà có ga chẳng hạn. Thực ra là những cái loại nước đó lâu lâu mình sử dụng cũng được, nhưng mà xin nhấn mạnh là lâu lâu thôi ạ. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta sử dụng quá thường xuyên thì tức là chúng ta nạp vào một cái lượng đường quá lớn, nhưng mà những cái giá trị dinh dưỡng ở bên trong gần như bằng không quý vị ạ. Thay vào đó thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái loại nước giải khát khác, ví dụ như là nước yến xào Thiên Hoàng ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị. Và đặc biệt là với nước yến với hương vị là collagen chẳng hạn, thoang thoảng cái mùi đào ở bên trong và lại còn bổ sung dưỡng chất đến từ collagen nữa quý vị nha, giúp làm đẹp da, đẹp tóc nè. Và bên cạnh đó nữa là cũng có thể là bổ sung dưỡng chất đem đến cái sự chắc khỏe cho những cái vùng khác ở trên cơ thể của chúng ta, ví dụ như là cơ gân nè, hay thậm chí là móng tay nữa quý vị nha. Và như vậy là mình có thể thấy là thông qua cái việc là mình uống nước, mình bổ sung nước vào bên trong cơ thể của mình, giúp bù lại những cái dưỡng chất, những cái loại khoáng mình có thể là mất đi thông qua cái việc là bài tiết mồ hôi, đặc biệt là trong những ngày nóng bức khó chịu. Mà bên cạnh đó còn có thêm những cái dưỡng chất nó đem lại những cái tác dụng khác nữa. Và cái tác dụng ngày hôm nay lại là tác dụng tích cực. Ví dụ như là uống nước yến collagen thường xuyên thì không chỉ bù nước nè, mà mình uống lâu dài á thì mình còn cảm nhận là mình hình như dạo này da có vẻ đẹp ra nè nha, xong rồi tóc cũng đẹp hơn, móng tay có vẻ là chắc khỏe hơn nè nha, thì mình sẽ cảm nhận được đó chính là những cái giá trị tích cực mà mình có thể là mang về. Và mình cảm thấy được thêm một yếu tố nữa Quang Quý ơi, đó chính là cái việc uống nước nó không còn trở nên đơn điệu giống như hồi trước nay nữa, đúng không? Đối với Khanh á, là một người khá là lười uống nước. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi là cứ uống nước lọc không, nó không có hương vị gì hết, cảm thấy cái điều đó nó không có đem lại cái hứng thú lớn. Tuy nhiên là đúng nếu rồi. Như mà chúng ta có những cái giải pháp thay thế như ngày hôm nay Kiều Khanh lựa chọn thì điều đó sẽ mang về một cái sự hứng thú, một cái niềm hứng khởi nó lớn hơn rất là nhiều so với việc là chỉ uống những ly nước lọc quý vị nha. Và Kiều Khanh không phủ nhận một yếu tố, đó chính là chúng ta nên kết hợp nhiều sự lựa chọn, tức là nước lọc cũng không thể nào loại bỏ ra khỏi cái quy trình hàng ngày của mình được. Tuy nhiên mình hoàn toàn có thể là kết hợp nhiều thứ cùng với nhau cho ngày của mình thêm phong phú quý vị ạ. Đó, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là với việc là đóng lon bảo quản một cách cực kỳ dễ dàng như thế này, mình có thể là đem theo ở bên mình quý vị ạ. Rồi chúng ta nhìn vào đây, ở phía bên trong á, nhìn kỹ vào một chút xíu nữa sẽ thấy là một chút xíu lợn cợn nhẹ ở bên trong, đó chính là yến quý vị nha. Đó, và chúng ta có thể uống vào cái cảm giác là có một cái mùi đào thoang thoảng nè, vị ngọt thanh vừa phải, không quá ngọt, mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn rất là nhiều. Và Quang Quý để ý á nha, là khi mà uống vô á, cái cảm giác thích nhất đó chính là sực sực của yến, đúng không? Đúng rồi, sực sực nhẹ thôi, bởi vì
nước yến thì nó sẽ có rất là nhiều loại nước yến khác nhau. Có những loại thì cái nồng độ nó cao hơn, có những loại thì cái nồng độ nó thấp hơn. Ví dụ như là loại nước yến ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị thì cái phần thành phần chính nhất của nó vẫn là nước quý vị nha, giúp cho mình đáp ứng cái nhu cầu là bù nước vào cơ thể ngay lập tức, và bên cạnh đó bổ sung thêm một nồng độ yến vừa phải nữa. Thực ra khi mà chúng ta nhìn vào như thế này thì hơi khó nhìn, nhưng mà như Kiều Khanh nhìn cận cảnh á, thì những cái sợi yến được thể hiện rất là rõ ở bên dưới ly nước như thế này. Mình uống vào thì mình cũng có thể là cảm nhận được ngay. Và bên cạnh đó nữa là cái sự ngọt cực kỳ nhẹ luôn Quang Quý, tức là cái lượng đường nó không hề cao nha. Mình cũng có thể là gạt bớt cái nỗi lo về cân nặng quý vị ạ. Bên cạnh đó nữa thì bởi vì nó không quá ngọt, do đó nó không đem lại cảm giác ngấy quý vị nha. Do đó đối với nhiều người Khanh nhận thấy là họ không bao giờ uống đá hết, hay cũng như là không bao giờ uống nước mà có cái nhiệt độ thấp cả. Do đó là đôi khi chúng ta không cần phải ướp lạnh các loại nước này cũng cảm thấy là rất là ngon mà không có bị ngấy. Đúng rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì Quang Quý lại có cảm giác khác, đó chính là ngon hơn khi uống lạnh. Cái đó là tùy khẩu vị của mỗi người. Tuy nhiên thì tùy khẩu vị chúng ta có thể là sử dụng những cách thức khác nhau một cách cực kỳ đơn giản, đúng không nào? Chẳng hạn như là nãy giờ Kiều Khanh cứ cầm cái lon màu hồng lên, mà cái lon màu hồng như là kiểu là nhìn vô cái là biết là không dành cho phái mạnh rồi đó. Mà nói thì nói như vậy thôi, nhìn màu hồng như vậy nhưng mà thiệt ra collagen cũng rất là phù hợp cho nam giới, đúng không ạ? Tại vì nhìn bề ngoài á, thấy là màu hồng hồng rồi cũng như có là có hình những cái bóng dáng của các chị em phụ nữ, nhưng mà không sao đâu, các anh cũng uống rất là tốt đó. Và bây giờ thì bên cạnh đó, ngoài ra là chúng ta còn có thêm là những cái loại và mùi vị khác nữa quý vị nha. Đó, Quang Quý để một cái lon màu vàng trên cạnh cái nền màu hồng để nổi bật hơn, tại vì đây là một cái mùi Quang Quý rất là thích, cho nên là muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Tại vì bình thường khi mà chúng ta cảm giác là mình bị thiếu nước hay là mình bị khát nước thì chúng ta hay lựa chọn những hình thức giải khát, và trong đó cái loại nước uống là chanh muối là một loại nước uống Quang Quý tin chắc rằng chúng ta rất là thích, và cũng như là bù khoáng bù nước một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng tức thời luôn đó. Nhưng mà mình nghĩ tới chuyện là mình muốn uống yến mà mình cũng muốn uống chanh muối thì làm cách nào đây ạ? Không lẽ bây giờ xong cái mình pha chanh muối xong cái mình bỏ thêm một chút xíu yến vô, mà nhiều khi một cái sự kết hợp như vậy mà mình không có nắm rõ là được cái tính chất ở bên trong của nó như thế nào thì cũng dễ dàng dẫn đến những cái tình trạng là nó triệt tiêu những chất dinh dưỡng ở trong nhau, đúng không ạ? Và cũng như là cái mùi vị nó hơi kỳ, mình uống không có được. Và ngoài ra thì với sự nghiên cứu của Yến Xào Thiên Hoàng thì chúng ta có thể yên tâm với nước yến chanh muối ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nha. Cũng đóng lon như thế này nè, rất là dễ dàng và thuận tiện đó. Bây giờ Quang Quý sẽ khui ra một cách rất là đơn giản như vậy nha, rồi có sẵn ly như thế này nè, đổ ra cho tất cả mọi người thấy là ở bên trong như thế nào. Cũng rất là trong như thế này quý vị nha, và cũng có kết hợp là ở bên trong cũng lợn cợn là những cái sợi yến rất là nhỏ thôi. Tại vì bây giờ mọi người nhìn xa không thấy, bây giờ anh quay phim thử lấy cận xíu nữa coi, để Quang Quý cho ráng cho mọi người nhìn thấy nè. Đó nè, bây giờ nè, ráng zoom cận vô. Quang Quý nhìn sát một bên luôn là thấy có rất là nhiều những cái phần lợn cận yến ở phía bên trong. Tuy nhiên thì nồng độ nó cũng ở một mức độ vừa phải thôi quý vị nha, để tạo nên những một cái cảm giác là cho có một cái cảm giác thú vui mới khi mà chúng ta uống những loại nước giải khát như thế này. Từ nãy tới giờ Quang Quý nói cũng nhiều đúng không Kiều Khanh? Thôi bây giờ đi, cho Quang Quý giải khát nha. Thoải mái đi Quang Quý ơi. Thực ra có rất là nhiều những cái thời điểm trong ngày mà chúng ta cảm nhận được đó chính là cơ thể mình đang thiếu nước cấp kỳ luôn quý vị nha. Ví dụ như là môi mình dạo này khô nẻ thường xuyên nè, cũng có thể là do trời ngày hôm đó thì hơi lạnh hơn so với bình thường một tí xíu. Nhưng mà một trong những điều mà mình nên nghĩ tới đầu tiên, Kiều Khanh khuyên quý vị, đó chính là cơ thể của mình đang ở trong cái mức báo động, đó chính là mình đang thiếu nước quý vị nha. Hãy bổ sung nước vào cho cơ thể ngay. Và bên cạnh đó có những cái thời điểm ví dụ như mình cảm thấy hình như là dạo này cái cơ thể của mình á, nó thường xuyên là cảm thấy mệt mỏi nè, cái sức bền nó không được tốt như trước. Nếu như mà tất cả những cái yếu tố khác chúng ta đều đã tầm soát rồi nhưng mà không cải thiện được cái tình trạng đó của cơ thể thì mình cũng hãy nên nghĩ đến việc đó chính là mình mất nước và mất cái lượng muối khoáng cần thiết cho cơ thể quý vị nha. Do đó lựa chọn những cái loại nước giải khát nó phù hợp sẽ là một cách rất là nên làm quý vị ạ. Nếu như mà quý vị có cái suy nghĩ giống Kiều Khanh, đó chính là uống nước lọc, nếu mà một ngày mình bổ sung khoảng 2 lít nước vào cho cơ thể của mình mà chỉ toàn là nước lọc, nó hơi nhàm chán một tí xíu, thì mình cũng có thể là bổ sung vào thêm những cái loại nước đặc trưng như thế này quý vị nha. Ví dụ như là nước yến với hương vị collagen nè, nước yến với hương vị chanh muối, hoặc là còn đối với những người là tín đồ của nước yến nè, chỉ thích hương vị thuần nước yến thôi, thì chúng ta vẫn còn có sự lựa chọn nữa với màu xanh dương cũng rất là mát mắt như thế này quý vị nha. Đó chính là thuần hương vị nước yến tự nhiên nè. Do đó khi mà chúng ta tận hưởng đó, mình vừa cảm thấy thích thú với cái hương vị yến mà cái lượng nước dồi dào ở bên trong sẽ
sẽ giúp cơ thể của chúng ta bù nước một cách nhanh chóng luôn. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có ngay một cái phương cách mới để có thể là cung cấp nước cho cơ thể của mình. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là sở hữu ngay tổng cộng là 10 hộp trong combo sản phẩm lần này quý vị nha. Và mỗi hộp chúng ta có là 6 lon ở bên trong. Và đó, những chiếc hộp rất là đẹp như thế này. Không biết mọi người sao nhưng mà bản thân Quang Quý đang nghĩ tới chuyện là hình như là cuối năm cũng sắp tới rồi. Mà những dịp cuối năm thì chúng ta thường xuyên tặng quà cho nhiều người đúng không ạ? Đó, chúng ta chỉ cần mua trọn một bộ combo như thế này nè, tổng cộng có ngay 10 hộp đó, tự nhiên chúng ta có cả 10 món quà một khác nhau. Nặng tay lắm Quý ơi. Một đó, hộp đã rất là nặng tay rồi. Như vậy thì mình có thể là mình chia đều cho những thành viên trong gia đình của mình nè, được những cái chiếc hộp này được đóng gói rất là sang trọng đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta thấy là trong thời buổi hiện đại ngày nay thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả mọi người hay là quý vị khách hàng cũng đang có những cái sự lựa chọn rất là thông minh. Thay vì chúng ta lựa chọn những món quà thông thường thì mình đang có một cái xu hướng là lựa chọn những món quà để chăm sóc sức khỏe của mình đúng không Khanh? Ừ, tức là mình sẽ mang về được những cái món quà mà nó không chỉ ý nghĩa ở mặt vật chất, tức là bởi vì mình đang mang về những cái món quà hữu hình mà bên cạnh đó nó còn mang về những cái giá trị khác, ví dụ như tinh thần, tức là tâm ý của mình được gửi trao vào trong đó. Đúng và rồi. Còn giá trị về cả mặt sức khỏe nữa quý vị nha. Do đó cái việc mà lựa chọn những cái món quà và đặc biệt là chúng ta dành tặng đến đối tượng đó chính là những người thân yêu trong gia đình của mình, đến ông bà cha mẹ của mình thì lại càng khó hơn, bởi vì năm nào mình cũng tặng mà mình muốn cái món quà tặng của mình phải phong phú mà vẫn đạt được những cái giá trị như Kiều Khanh vừa chia sẻ thì quả là hơi khó đó, không hề dễ một tí xíu nào. Do đó chúng tôi vẫn phải luôn không ngừng tìm kiếm những cái giải pháp mới để gửi đến cho quý vị luôn, và gợi ý ngày hôm nay Kiều Khanh nghĩ là hoàn toàn không tệ một tí xíu nào phải không ạ? Do đó nếu như mà quý vị vẫn đang luôn tìm kiếm một món quà như vậy để gửi đến cho những người thân của mình trong những dịp lễ Tết sắp tới thì ngay bây giờ chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này và sở hữu trọn một bộ combo lên đến 60 hộp cho mỗi đơn hàng quý vị nha, và mang về ngay cho đến bất kỳ địa chỉ nào ở 63 tỉnh thành, chúng tôi đều có thể giúp quý vị hoàn thành việc đó. Đúng rồi thưa quý vị, và từ nãy tới giờ thì chắc là mọi người cũng đang rất là gấp rút rồi. Chúng ta thấy là trời ơi, từ đó tới giờ mình chỉ thấy nước yến bình thường thôi. Hôm nay tự nhiên có nước yến collagen, rồi tự nhiên có thêm nước yến chanh muối rồi đúng không nào? Rồi. Và chúng ta đừng quên đặt hàng đi quý vị nha. Với mức giá chính hãng là 680.000 đồng, giá ngày hôm nay chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây sẽ là một giải pháp trong việc lựa chọn một món quà tặng thật ý nghĩa chúng ta gửi đến cho những người mà mình thương yêu quý vị nha. Cho dù là ở gần hay ở xa, trọn bộ bao gồm 60 hộp nước yến đến từ thương hiệu Thiên Hoàng quý vị ạ. Đây cũng là một trong những thương hiệu mà chúng tôi luôn luôn rất là tự tin trong việc lựa chọn các dòng sản phẩm yến sao khác nhau và gửi đến cho quý vị khách hàng thân thiết của VTV Honda Home Shopping. Trọn bộ bao gồm 60 lon nước yến với tận là 3 hương vị khác nhau để chúng ta lựa chọn. Đầu tiên là hương vị yến tự nhiên nè, kết hợp cùng với đường phèn. Lựa chọn thứ hai đó chính là nước yến kết hợp cùng với collagen, còn có thêm mùi đào rất là thơm thoang thoảng nữa. Và sự lựa chọn cuối cùng là nước yến kết hợp cùng với chanh muối rất là độc đáo cũng như rất là thú vị quý vị nha. Và Kiều Khanh nghĩ rằng là tất cả các thành viên trong gia đình của mình, cho dù ở lứa tuổi như thế nào cũng sẽ thích thú ngay hương vị của những lon nước yến này. Đúng rồi thưa quý vị, và chúng ta cũng có thể là giúp cho cơ thể của chúng ta là mình cung cấp nước một cách kịp thời để giúp cho những hoạt động sống mỗi ngày nè, cũng như là hạn chế cái tình trạng là cơ thể mất nước. Tại vì khoa học đã chứng minh là khi mà cơ thể đã mất nước thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến tình trạng là mệt mỏi nè, cũng như kém tập trung. Và ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta cung cấp nước hay là chúng ta có một cái sở thích là uống những cái loại nước ngọt hay nước có ga quá nhiều thì cũng không tốt cho cơ thể, tại vì hàm lượng đường rất là cao, cho nên chúng ta cần phải gia giảm cái hàm lượng đường cũng như là có một cái sự thay đổi về khẩu vị của mình. Bên cạnh uống nước lọc thì mình cũng có thể có ngay bổ sung nước yến dành cho cơ thể của mình trong một bộ combo mức giá ngày hôm nay 599.000 đồng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV vị đại Home Shopping. Combo 60 lon nước yến xào Thiên Hoàng có 3 hương vị thơm ngon để chọn lựa. Lựa chọn đầu tiên là hương tự nhiên quý vị nha, mùi thơm thoang thoảng của đường phèn kết hợp với tổ yến. Lựa chọn thứ hai, hương collagen, vị thanh mát, hương thoảng mùi đào. Và sự lựa chọn thứ ba đó chính là vị chanh muối, có vị chua mặn đặc trưng của chanh muối, ngon hơn khi uống lạnh, sử dụng ngay khi đã mở nắp. Và sản phẩm ngày hôm nay sử dụng đều đặn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa và cả phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và giúp đẹp da nữa quý vị nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Combo 60 lon nước yến xào Thiên Hoàng đến từ thương hiệu uy tín và chất lượng, mức giá chính hãng là 680.000 đồng, giá tại VTV Hyundai chỉ 599.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu ngay, số lượng nhiều giúp sử dụng dài lâu. Combo 60 lon nước yến xào Thiên Hoàng, bao bì đẹp mắt và sang trọng, món quà biếu đầy ý nghĩa vào những dịp quan trọng quý vị ạ. Thiên Hoàng, thương hiệu yến xào được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng ta hãy quay trở lại với việc mà rất là nhiều người cảm thấy là đau đầu mỗi khi mà dịp cuối năm tới. Bởi vì chúng ta ngoài việc là mình phải hoàn thành rất là nhiều những cái công việc khác nhau rồi nha, để chuẩn bị sẵn sàng đón Tết cho gia đình của mình, thì bên cạnh đó mình cũng phải nghĩ về việc đó chính là một cái món quà như thế nào thì sẽ phù hợp để năm nay mình gửi về quê nè, hay là mình gửi ngay cho dù là ba mẹ mình ở gần chẳng hạn. Những cái món quà mà gửi trao ở trong đó rất là nhiều những tâm ý khác nhau. Kiều Khanh nghĩ rằng là không có cái món quà nào nó tốt bằng những món quà sức khỏe quý vị ạ. Tức là khi mà mỗi khi mà họ sử dụng những cái món quà như vậy thì đầu tiên là họ sẽ nghĩ đến cái người gửi tặng, đúng không? Và khi mà sử dụng đều đặn thường xuyên thì cũng đem về những cái giá trị, những cái sự cải thiện rất là tích cực dành cho sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta sử dụng nước yến mà ở bên trong có thành phần đó chính là collagen kết hợp nữa đi quý vị. Nước yến thì đã là một cái loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe rồi. Nó có khả năng đó chính là hỗ trợ làm chậm lại cái quá trình lão hóa nè, cải thiện chức năng của rất là nhiều những cái bộ phận quan trọng khác ở trong cơ thể của mình. Tuy nhiên là khi kết hợp cùng với collagen thì nó còn đem lại cái sự cải thiện không chỉ là bên trong mà cả bên ngoài nữa, dành cho một vài bộ phận đặc biệt, ví dụ như là làn da đi. Đây là một yếu tố rất là quan trọng mà các chị em phụ nữ luôn luôn nghĩ tới, đúng không? Cái khả năng tập trung của cơ thể nó cũng được cải thiện, đi kèm với việc là mái tóc của mình trở nên đẹp hơn này nha, gân cốt cũng trở nên tốt hơn quý vị. Collagen cũng đóng một cái vai trò cũng như là một cái tỷ lệ rất là lớn ở trong gân cốt cũng như các khớp xương của mình nha. Như vậy với từng đó cái điểm cộng mà Kiều Khanh kể ra thôi, là quý vị cũng có thể thấy là cái sự lựa chọn ngày hôm nay cũng là một trong những yếu tố mua sắm mà chúng ta không nên bỏ qua quý vị ạ. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh cái mùi vị là collagen và có cái vị đào thoang thoảng á, thì chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta cứ mỗi ngày trôi qua công việc quá là bận rộn, đúng không nào? Chúng ta cứ phải hoạt động liên tục từ sáng tới chiều và dẫn đến tình trạng là gì ạ? Mất nước nè, mất khoáng nè, cũng như là chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta cần phải bổ sung là vừa bù nước vừa bù khoáng nữa. Và đó sẽ là lý do vì sao chúng ta có thể là sở hữu ngay dòng sản phẩm lần này với mùi vị đó chính là chanh muối quý vị ạ. Đó, chanh muối thì đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, giúp bù khoáng nè, cũng như là bù nước cho cơ thể của mình, giúp cho cơ thể của chúng ta cảm giác là thoải mái hơn sau khi mà uống chanh muối. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thêm một cái sự pha trộn thêm về thành phần yến ở bên trong đó thì chắc chắn là cái hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ tăng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và nhiều quý vị khách hàng chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện là bình thường á, khi mà chúng ta mong muốn là có những cái loại yến á, thì có những loại yến hũ thủy tinh đi, cái hàm lượng yến rất là nhiều. Tuy nhiên á, thì cái mục đích sử dụng nó lại khác nhau. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị là nước yến quý vị nha, giúp cho chúng ta giải khát nhưng mà vẫn tốt cho cơ thể của mình, vẫn bổ sung những hàm lượng dinh dưỡng rất là nhiều từ yến. Còn bên cạnh đó thì với những cái hũ yến nhỏ nhỏ thì thiệt ra uống không có giải khát được, cái là tùy mục đích của mình. Mình mong muốn là bổ sung những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta, mình có thể kết hợp cùng với rất là nhiều những thành phần hay là những chất khác nhau nè, cũng như là những cách thức khác nhau quý vị nha. Bên cạnh hai cái mùi vị như vậy thì quay trở lại với mùi vị truyền thống, mùi vị đặc trưng, đó chính là nước yến với đường phèn như thế này. Nếu mà chúng ta chỉ muốn là thưởng thức cái mùi vị yến gọi là tinh túy và không có pha những cái mùi vị khác thì chúng ta có thể lựa chọn, nói nôm na là màu xanh dương. Chính xác rồi Quang Quý ơi. Và không biết là Quý có để ý không nha, chứ Khanh thấy là ví dụ như trong những ngày mà mình cảm thấy là stress, mà stress cao độ luôn đó, cái áp lực nó quá lớn từ công việc hay là từ những cái vấn đề ở trong gia đình chẳng hạn, khiến cho chúng ta cảm thấy là cơ thể lúc nào hình như cũng thèm ngọt hết. Tức là ví dụ như ngày hôm đó đi, mình ban đầu là mình nghĩ là mình mất nước, mình khát nước, mình uống nước rồi nhưng mà có cảm giác là vẫn có một cái gì đó thiếu, nó không đủ. Kiều Khanh nghĩ rằng là bởi vì stress á, nó đòi hỏi cơ thể phải nạp đường vào rất là nhiều, bởi vì đường có tác dụng là xoa dịu thần kinh mà quý vị. Nhưng mà nếu như mà chúng ta, cái giải pháp mà chúng ta lựa chọn lúc đó lại là những ly cà phê, uống nhiều cà phê quá thì cũng không tốt đâu nha. Hay là uống nước ngọt có ga nhiều quá lại càng không tốt quý vị ạ. Do đó chúng ta nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm, cũng có thể là thực phẩm bổ sung nè, hoặc là cũng có thể là các loại nước giải khát thôi, nhưng mà cái lượng đường nó vừa phải, nó nhẹ, nó vẫn đem lại cái vị ngọt dễ chịu, có tác dụng bù nước nè, rồi lại còn tốt cho sức khỏe nữa, thì điều đó sẽ hữu hiệu hơn rất là nhiều so với những cái giải pháp thông thường trước đây mà chúng ta vẫn lựa chọn. Thì Kiều Khanh nghĩ là nước yến xào Thiên Hoàng với những cái hương vị mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu quý vị, nó sẽ nằm trong nhóm giải pháp mà Kiều Khanh đang đề nghị quý vị, đó chính là chúng ta hãy nghĩ tới, hãy lựa chọn trong những ngày mà mệt mỏi căng thẳng nhất của mình quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó ở thị trường hiện nay, Quang Quý tin chắc rằng chúng ta chỉ cần bước ra chợ, bước ra trung tâm mua sắm, bước ra siêu thị thôi, rất là nhiều những loại nước yến khác nhau. Tuy nhiên thì người tiêu dùng thông minh sẽ là người biết lựa chọn những cái nhãn hiệu nào uy tín, và thương hiệu Thiên Hoàng là một thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping, và chúng tôi nhận được sự phản hồi rất là tốt từ khách hàng, cho nên là chúng tôi mới quay trở lại với những cái dòng sản phẩm cũng như là những cái mùi vị hoàn toàn mới, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời hơn cho tất cả quý vị khách hàng. Và hy vọng đây sẽ là một cái giải pháp, một người bạn đồng hành giúp cho tất cả quý vị có thể là vừa giải khát nè, vừa bổ sung những cái hàm lượng chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình, còn tốt cho sức khỏe nữa.
Và bây giờ thì tin chắc rằng mọi người cũng đang suy nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ mua sản phẩm nào đây? Chúng ta sẽ mua collagen, chúng ta sẽ mua chanh muối hay là chúng ta sẽ mua loại thuần đây? Đó, thôi bây giờ mọi người có thể mua 3 combo luôn đi. Mỗi combo thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 hộp, mỗi hộp là có 6 lon, tổng cộng là chúng ta có lên là 60 lon mỗi combo nha. Nhân lên cho 3 loại nè thì có 180 lon. Đó, chia cho những thành viên trong gia đình, hoặc là mình muốn mình mua rồi mình cái thử cái cảm giác như thế nào đó thì mình cũng có thể là mua những cái combo khác nhau, sau đó thì mình về mình chia cho những thành viên khác, hay là những món quà rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chính xác rồi Quang Quý ơi. Và Khanh thấy là ví dụ như trong những dịp lễ Tết, thực ra những cái dịp này rất là hao nước ngọt, đúng không? Đúng rồi. Thì thay vì mình lựa chọn nước ngọt, thực ra kiểu Khanh nghĩ là cái mức giá nó không hề quá chênh lệch với nhau, quý vị ạ. Và chúng ta lựa chọn nước yến như thế này và tận dụng cái cơ hội mua sắm này nè quý vị, để làm gì? Để chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều chi phí trong những lần mua sắm, nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng mỗi khi cần đến, quý vị nha. Và đối với nước yến như thế này thì kiểu Khanh khuyên rằng là chúng ta nên ướp lạnh và sau đó sử dụng nếu như mà chúng ta thích uống lạnh, quý vị ạ. Bởi vì nếu như mà chúng ta bỏ đá vô nhiều khi lại bỏ uổng đi cái lượng yến sần sật ở bên trong, đúng không? Và nếu như mà chúng ta đã cảm thấy là nước yến tự nhiên nè, hay là thậm chí nước yến collagen nó cũng khá quen thuộc với mình rồi, thì ngày hôm nay có thể là đổi vị cùng nước yến chanh muối, quý vị nha. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping và chúng tôi sẽ rất nhanh chóng giao hàng đến tận nhà cho quý vị tại 63 tỉnh thành. Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Quý vị lựa chọn là hương vị tự nhiên nè, hay là hương vị collagen, hay cả hương vị chanh muối nữa. Chỉ cần nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thôi và chia sẻ cùng với nhân viên tổng đài. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại và giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và đây là một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Đây là những món quà về sức khỏe nè, rất là tuyệt vời dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta, nhất là trong những dịp cuối năm như thế này, những dịp lễ Tết sắp đến, đúng không ạ? Chúng ta hãy có thể là lựa chọn những món quà như thế này dành tặng cho những người thân yêu, và mức giá chính hãng là 680.000 đồng ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping. Mức giá đã được giảm xuống rồi quý vị ạ, chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Với số lượng nhiều nè, trọn một bộ combo lên tới 60 lon luôn, chúng ta có thể sử dụng trong cả một khoảng thời gian rất là dài quý vị nha. Và chúng tôi hiểu rằng trong những khoảng thời gian như thế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khoản chi cần phải bỏ ra quý vị nha. Do đó nếu như mà chúng ta có thể là tận dụng những cái cơ hội mua sắm như thế này thì cũng sẽ đem về những cái khoản tiết kiệm rất là đáng để chúng ta nghĩ tới cho gia đình của mình trong những dịp cuối năm quý vị ạ. 599.000 đồng cho trọn bộ bao gồm 60 lon nước yến như thế này, một khoản đầu tư rất là hời để có thể là sử dụng lâu dài, đem về những cái giá trị cũng như là những sự cải thiện rõ nét và tích cực đối với sức khỏe và cả cuộc sống của mình nữa quý vị nha. Nhanh tay sở hữu khung VTV Hyundai Home Shopping. Việc quý vị cần làm chỉ là đặt hàng mà thôi, chi ra khoản chi phí 599.000 đồng, còn sau đó chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý vị tận nơi tại 63 tỉnh thành. Nhanh tay sở hữu ngay combo 60 lon nước yến xào thiên hoàng, ba hương vị thơm ngon để chọn lựa. Tự nhiên, mùi thơm thoang thoảng của đường phèn kết hợp với tổ yến. Với collagen thì sẽ có vị thanh mát hương đào thoang thoảng nè. Và vị chanh muối nữa, vị chua mặn đặc trưng của chanh muối. Ngon hơn khi uống lạnh và sử dụng ngay khi mở nắp quý vị nha. Và khi chúng ta sử dụng đều đặn thường xuyên sẽ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và còn giúp đẹp da nữa quý vị ạ. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước yến xào thiên hoàng thương hiệu uy tín và chất lượng, combo 60 lon bao gồm 10 hộp quý vị ạ. Mức giá chính hãng 680.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ còn 599.000 đồng. Số lượng nhiều giúp sử dụng dài lâu. Và thời gian của chương trình đã không còn nhiều nữa rồi quý vị nha. Hãy sở hữu ngay combo 60 lon nước yến xào thiên hoàng có bao bì đẹp mắt và sang trọng. Đây chính là món quà biếu đầy ý nghĩa vào những dịp quan trọng mà chúng ta có thể lựa chọn để gửi đến cho những người mà chúng ta thương yêu. Thiên Hoàng, thương hiệu yến xào được nhiều khách hàng ưa chuộng. Còn bây giờ đã đến lúc chúng tôi nói lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.